Bello, 1, 2, 3, vô. Chuyện giá xe, giá một lỗ, tặng một lỗ. www.facebook.giá xe siêu rẻ.com.canh luôn. Dưỡng xịt, làm ăn gì dán tanh như chùa bà tranh vậy? Nhìn chị cũng đẹp trai đó chứ. Trời mừng đông hè sáng, đã thấy em thức dậy rồi nè. Vội vàng lo cơm nước, đưa rước con cho kịp trường xa. Thiệt tội nghiệp em quá xa, mà giờ mình ôi giỏi quá. Thiệt là đam đang thương quá đi thôi. Sao mà tôi có phước, tôi chung nguy hiểm rồi ba ơi. Mẹ đi công tác mất tiêu rồi, mẹ có gửi lại tới hậu thư cho ba nè. Chạy như mày hả thì 8 tháng rồi mới tới đó. Tao không biết chữ đâu. Đẹp cho tao nghe. Ông xã ơi, hôm nay em đi vắng anh ở nhà làm việc thì sao? Một, đi bộ. Hai, đi chợ. Ba, nấu cơm. Bốn, rửa chén. Năm, quét nhà. Sáu, đưa đón con đi học. Bảy, tắm con. Vậy là sao trời? Được rồi, theo tao đóng cửa tiệm đi về. Mẹ ơi, tiệm nhà mình đâu có cửa nào mà đóng. Tao quên. Nghĩ ngang đó mày. Dạ, con mày phải tự nấu nước, dọn dẹp nhà cửa thôi. Ba, mua cái này đi ba. Cái dầu của mày á. Cái này như vậy thế mày, hay à hả? Có gì mà nổi. Bớt hay à hả? Thì cha công nhận mình để mình thiệt. Đi chợ từ 6 giờ sáng cho tới 6 giờ tối mới về tới nhà. Không mua được con khỉ gì hết. Nè, coi chị em cho bà nấu cơm. Giờ ơi, bao lần ăn quá vô tư. Bao lần ăn quá vô tư. Bao bê giờ con chẳng thèm ngọt ơi. Giờ ơi, thương giờ thương quá đi thôi. Từ nay anh bớt đi chơi, ráng lo làm ăn nuôi ta. Đói bụng quá, đói bụng quá em ơi, đói quá. Ham. Là sáng chậu quá đúng không? Nhìn cái gì, ăn đi. Giờ thương quá đi thôi. Từ nay anh bớt đi chơi, ráng lo làm ăn nuôi các con khờ. Giờ ơi, em là giờ hiền siêu nhân. Thương chồng chẳng ngại chi thân. Ngày đêm sớm tối chỉ biết lo gia đình. Giờ ơi, em là giờ hiền siêu nhân. Thương chồng chẳng ngại chi thân. Ngày đêm sớm tối chỉ biết lo gia đình. Hả? Hả? Tao hỏi em có mày đâu. Ê, tìm. Trời ơi, tao kéo vậy đó. Đau quá. Cái thằng thần. Thằng chết quận rồi. Được lắm. Giờ sau gương mới thấy thường. Bả mới đi có một ngày thôi, tè tua. Công nhận bả quá siêu. Siêu dở.